và Kỳ Lan sẽ hướng dẫn khách cách sử dụng nha. Ở chính diện điện thoại chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện như thế này, và bên hông sẽ có một cái nút Ruby là bằng đá Ruby nè, và phía dưới đây là nút công tắc nguồn, nút nguồn thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây. Mẹo này nhấn nút nguồn trong 10 giây để tắt điện thoại và tiếp tục nhấn nút. Ví dụ như muốn tắt luôn không cần nhấn vào chữ tắt nguồn thì chúng ta giữ cỡ 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Điện thoại sẽ tự tắt. Và cổng sạc này là cổng sạc Type-C. Cổng sạc mới nhất hiện nay, mà cổng sạc này là cổng sạc thông dụng quốc tế rồi. Sắp tới là hầu như tất cả thiết bị đều sử dụng cổng sạc Type-C này, để mà tiện cho việc sạc pin cho tất cả những thiết bị điện tử. Rồi sau khi tắt nguồn thì Kỳ Lan xin phép được khởi động lại. Nhấn vào bên nút nguồn này, giữ tầm 3 giây, điện thoại rung lên và hiện lên biểu tượng của V2.